Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Club Sport ngày 17 tháng 8. Việt Nam tìm đối thủ thay Ấn Độ đá FIFA Day. Hoàng Anh Gia Lai thiệt quân ở vòng 13 V-League 2022. Người hùng U23 Việt Nam xuống chơi ở giải hạng nhất là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Việt Nam tìm đối thủ thay Ấn Độ đá FIFA Day. Ấn Độ là đối thủ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời đá giao hữu với đội tuyển Việt Nam nhân dịp FIFA Day tháng 9. Nhưng mới đây, bóng đá Ấn Độ đã bị FIFA cấm tham dự các giải đấu chính thức cũng như giao hữu FIFA Day do vi phạm quy định của tổ chức này. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ buộc phải mời một quân xanh khác cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước thềm AFF Cup 2022. Từ đây đến thời điểm tổ chức giải giao hữu còn hơn một tháng nên vẫn còn thời gian để hoàn tất các phương án chuẩn bị. Trước đó, ngoài Ấn Độ, Singapore cũng đồng ý lời mời đá giao hữu với Việt Nam vào tháng 9. Trận đấu này dự kiến sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào ngày 21 tháng 9. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 17 tháng 9, ngay sau khi vòng 16 V-League 2022 kết thúc để chuẩn bị cho giải giao hữu này. Hoàng Anh Gia Lai thiệt quân ở vòng 13 V-League 2022. Ở chuyến làm khách đến sân hàng đẫy cuối tuần qua của Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Phong Hồng Duy đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi với Văn Quyết. Đây là thẻ vàng thứ 3 của cầu thủ sinh năm 1996. Điều này đồng nghĩa với việc Hồng Duy sẽ vắng mặt trong trận đấu Hoàng Anh Gia Lai tiếp đón Hải Phòng ở vòng 13 V-League 2022. Đây là tổn thất lớn của đội bóng Phú Núi khi Hồng Duy là gương mặt quan trọng xuất hiện trong tất cả các trận đấu đã qua trong cách vận hành lối chơi của huấn luyện viên Kiatisak. Sự vắng mặt của Hồng Duy sẽ khiến huấn luyện viên Kiatisak phải thay đổi nhân sự. Có thể Văn Thanh sẽ được đẩy sang cánh trái và những gương mặt khác sẽ được bố trí đá cánh phải. Bên cạnh sự thiếu vắng Hồng Duy, lực lượng của Hoàng Anh Gia Lai trong trận đấu với Hải Phòng còn có thể mất Minh Vương khi tiền vệ này đã bị đau sau trận đấu với Hà Nội FC. Trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 8 tới trên sân Pleiku. Người hùng U23 Việt Nam xuống chơi giải hạng nhất. Thông tin từ câu lạc bộ Hà Nội cho hay, hai cầu thủ trẻ Vũ Tiến Long và Nguyễn Tuấn Anh sẽ được cho câu lạc bộ Công an Nhân dân mượn để thi đấu giải hạng nhất năm 2022. Tiến Long gây chú ý hơn, anh là người hùng U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2022 khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 trước U23 Hàn Quốc, góp công giúp đội nhà giành vé vào tứ kết. Trước đó, anh cũng góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Tuy nhiên, tại câu lạc bộ Hà Nội, Tiến Long không thể cạnh tranh được ở hàng thủ do đội chủ sân hàng đẫy có nhiều sự lựa chọn chất lượng. Tiến Long mới chỉ ra sân tổng cộng 9 phút từ đầu mùa. Cầu thủ quê Thanh Hóa rất đa năng, anh có thể chơi trung vệ và hai biên, hứa hẹn sẽ là sự bổ sung quan trọng cho Công an Nhân dân trong cuộc đua thăng hạng. Công an Nhân dân đang bám đuổi Khánh Hòa trong cuộc đua giành quyền lên chơi ở V-League mùa tới, khi đang cùng có 21 điểm sau 11 vòng đấu. Trường hợp chơi tốt giúp Công an Nhân dân thăng hạng, cơ hội để Tiến Long hay Tuấn Anh trở lại Hà Nội FC là rất sáng. Văn Lâm dẫn theo bạn gái ra mắt câu lạc bộ Bình Định. Văn Lâm và người đại diện đã có mặt tại sân bay Phú Cát vào trưa ngày 16 tháng 8. Thủ môn sinh năm 1993 có buổi tập vào chiều cùng ngày để ra mắt ban huấn luyện câu lạc bộ Bình Định và các đồng đội mới. Văn Lâm còn dẫn theo bạn gái Yến Xuân cùng đến Quy Nhơn. Trở về Việt Nam thi đấu ở V-League, Văn Lâm sẽ có nhiều thời gian ở gần gia đình và người yêu hơn so với khi chơi bóng tại Thái Lan và Nhật Bản. Chia sẻ trong ngày ra mắt Bình Định, Văn Lâm cho biết: "Khi thi đấu tại Thái Lan và Nhật Bản, tôi muốn tìm kiếm cơ hội và thử thách cho mình. Còn bây giờ tôi nghĩ về gia đình nhiều hơn nên muốn về Việt Nam thi đấu. Việc được khoác áo Bình Định trong thời gian hơn 3 năm khiến tôi hạnh phúc. Sau khi nhận phòng và ổn định nơi ở, Văn Lâm ra sân và nhận áo số 35. Toàn bộ thành viên đội bóng đã có mặt để chào đón thành viên mới. Lãnh đạo đội bóng cũng có mặt để động viên toàn đội. Thủ môn 29 tuổi nhanh chóng bắt nhịp với buổi tập đầu tiên. Nếu không có gì thay đổi, Văn Lâm sẽ bắt chính ở trận gặp Thanh Hóa vào ngày 20 tháng 8. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đưa trò cũ về giải cứu Sài Gòn. Theo một số nguồn tin, trung vệ Liễu Quang Vinh đang trong quá trình thương thảo với câu lạc bộ Sài Gòn. Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ gặp lại người thầy cũ Lê Huỳnh Đức nếu thống nhất các điều khoản tương lai và chi phí lót tay của mình. Tuyển thủ U23 Việt Nam đang hồi phục sau chấn thương dây chằng hồi cuối tháng 3 ở giải Dubai Cup. Thương vụ có thể hoàn thành trong vài ngày nữa. Ngôi sao của U23 Việt Nam là cầu thủ phòng ngự thuận chân trái. Huấn luyện viên Park Hang-seo từng nhiều lần gọi anh lên tuyển Việt Nam để lắp ghép vào hàng thủ 3 người. Ông cũng đang tìm một trung vệ đá lệch trái như vậy ở U23 Việt Nam và đội tuyển. Quang Vinh được đào tạo ở trung tâm của PVF. Anh gia nhập câu lạc bộ Đà Nẵng vào năm 2018 khi được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức lựa chọn. Do đó, người thầy cũ cũng muốn tái ngộ học trò khi về câu lạc bộ Sài Gòn làm giám đốc kỹ thuật. Lúc này, cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức đang được giao nhiệm vụ đưa Sài Gòn thoát khỏi vòng xoáy trụ hạng. Họ là đội xếp trước sau 12 vòng đấu chỉ với 7 điểm. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 17 tháng 8. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Lớp Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.